Lộc Thành là một xã biên giới còn nhiều khó khăn thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Với gần 45% số hộ đồng bào thiểu số chủ yếu là người Khmer và người Dẻ Triên, hộ nghèo hơn 10% tổng số hộ. Thấu hiểu được những khó khăn đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam phối hợp với Điện lực Bình Phước đã tổ chức thăm hỏi và trao quà cho thầy cô và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học trung học cơ sở Lộc Thành. Trong dịp này, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã trao tặng và lắp đặt 2 máy lọc nước cho nhà trường, các phần quà và 2.000 cuốn tập đến thầy cô và học sinh của trường. Phát biểu tại buổi trao tặng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam EVN-SPC Nguyễn Văn Hợp chia sẻ, với tổng giá trị quà được trao chưa phải quá lớn, nhưng đó là những tấm lòng, tình cảm của gần 22.000 người thợ điện, cán bộ công nhân viên ngành điện miền Nam cùng gửi đến, mong muốn chung tay, chia sẻ giúp giảm bớt phần nào những khó khăn với nhà trường, gia đình, tạo điều kiện, động viên, giúp con em học sinh đồng bào thiểu số có điều kiện phấn đấu vươn lên trong học tập, cuộc sống, có kiến thức, trình độ để sau này đóng góp cho quê hương, đất nước được nhiều hơn. Bên cạnh đó, đoàn còn đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Kha Thị Yến, 106 tuổi, tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Lãnh đạo đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, trong không khí vui mừng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đảng bộ Tổng Công ty chọn dịp này tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phạm Ngọc Lễ đã có quá trình cống hiến 30 năm vì sự nghiệp quang vinh của Đảng. Đảng bộ Công ty còn tổ chức kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đây là những người có nhiều phấn đấu tích cực, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm bổ sung cho đội ngũ đảng viên trẻ, đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại khu di tích lịch sử và du lịch sinh thái Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết.